Hai cho tất cả cô chú và các anh chị đã tới với kênh của mình. Hiện tại Hải đang đứng ở Thảo Công Viên. Hôm nay là ngày Chủ nhật nên lượng du khách tham quan Thảo Công Viên khá là nhiều. Và vé vào cổng ở đây là trẻ em là cao từ 1m30 trở xuống là vé 40.000, mà cao từ 1m30 trở lên là 60.000 nha cả nhà. Mời tất cả mọi người vào trong cùng với mọi người bước vào trong. Trước mặt mọi người có thể quan sát thấy đây là khu vui chơi dành cho trẻ em nha cả nhà, để cho trẻ em bơi và tắm ở khu vực này nha. Mình sẽ quay xung quanh cho mọi người xem lượng khách du lịch. Em theo mọi người nhìn thấy một lượng khách du lịch hôm nay tới thăm Thảo Công Viên mà khá và đông, và các gia đình mang đồ ăn và ở lại chơi Thảo Công Viên hết ngày nha. Đây là khung cảnh xung quanh, mời tất cả mọi người cùng đi theo mình nhé. Bắt đầu tất cả mọi người cùng đi tham quan các vườn thú cùng với Hải nhé. Trước mắt mọi người đó là con mèo cá nha, mèo cá. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Sau đấy mình sẽ ra ngoài và đi tham quan ở các cái gian hàng, đi tham quan các lồng khác nha cả nhà. Hôm nay chủ nhật nên là lượng khách tham quan khá là đông đúc, mọi người có thể thấy.
Mình đi coi cá sấu không? Thank you.
Sống nha. Còn hiện tại bây giờ mình sẽ dẫn tất cả các cô chú các anh chị đi vào đến mô hình cả nhà, và đây là mô hình là công viên dành cho các trẻ em nha. Mời tất cả mọi người cùng xem nha. Đây là công viên Phú Long dành cho trẻ em. Hết công việc cũng lâu thì mình sẽ quay thêm một số chỗ với động vật và là khí cho mọi người cùng xem nhé. Và đây là chỗ này nữa là một chút khí mọi người cùng xem nha. Và đến đây là video cũng khá dài rồi nên mình xin kết thúc video tại đây. Chúc mọi người có một ngày Chủ nhật vui vẻ và an lành. Mình xin tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Chào tất cả mọi người ạ.